Đây, hôm nay chúng ta sẽ mở hộp Zhiyun Cream Plus. Và chúng ta đã ghi hiệu ở đây. Bản này là bản mới của... Bản này là bản mới hơn của Zhiyun Cream V2. Tải được nặng hơn, tải được 2,5 cân. Có dây nối Sony vừa nối vừa sạc luôn. Xong có cái chân này luôn. Xong bay 360 độ về có một số các cái chức năng. Anh quay phần mềm với anh. Amazing. Nhưng mà cũng không khác gì mấy so cái kia đâu nhỉ. Trông nó có vẻ hồi hộp lắm anh yêu ạ. Cần quá. Trông mày cứng cáp lắm em. Của mày xịn đấy. Tiếp thủ rồi. Đúng là cái trường hợp bóc trinh bao giờ cũng khó. Đây, họ vẻ giống hết Crane V2. Chúng ta ở đây có một hộp Crane Fruit giống hết với chiếc Crane V2 trước đây. Hộp nó tương đương như thế, chắc bên trong giống như thế thôi. Kiểu này là Zhiyun lừa tiền anh em đấy. Đây, bên trong đây. Mở ra thì bên trong có bọn này nó có cái vít màu vàng ấy ạ. Thay vì vít màu bạc như các phiên bản trước. Như V2 thì có vít màu vàng. Đây chúng ta lại có cả tay cái này là cái hút mồ hôi. Anh em mà chơi tennis thì rất hiểu. Tôi đá bóng không biết. Đây chắc là bảng hướng dẫn các thứ. Và sau cũng không có gì, trong này là các bảng hướng dẫn thôi, user guide. Anh thử đọc xem nào. Nó có phải là tiếng nước ngoài không? Trong này toàn tiếng Việt đúng không ạ? Mà tôi chả biết đâu. Rồi. Đây. Cái cũng giống hết các bản trước rồi. Đâu, đây có dây kết nối này. Đây có dây kết nối. Đây cái này cho Sony này. Cái này chân Sony này. Cái này là chân Pana. Đó, sợi này Pana. À, dây này thì là Canon. Dây này Sony đấy. Đây cũng là dây Sony. Vừa nãy dây sạc thôi. Chứng tỏ là em này dây sạc. Dây Sony nó có một 2,5 cân. Chính vì thế cho nên là nó sản xuất định hướng là dành cho các máy mirrorless của Sony hoặc là Pana. Đây, bản này thì có sẵn chân ở trong này luôn, không phải mua. Đấy, bản này có chân này luôn, tiện vãi. Đây, mà cái xốp này là xốp cứng luôn đấy. Đúng rồi, xốp cứng. Ồ, 2 pin. Pin chất là nhiều. Luôn. Pin này lâu nhỉ? Anh kiểu mãi không thấy hết pin ấy, lúc nào cũng thấy đầy pin. Trong hộp của chúng ta sẽ bao gồm tay cầm crane này, một sạc và 2 pin, một chân đế để dùng cho việc chúng ta cân bằng gimbal hoặc là để quay cho nó tĩnh. Đó. Và các bộ vít màu đồng. Màu khá đẹp tinh tế. Trong các chi tiết Zhiyun về bản này đã làm rất tinh tế hơn rồi. Mà giá bằng cái V2 lúc mới ấy nhỉ anh nhỉ? Đã giống hệt luôn, không khác gì mấy. Đằng sau cũng giống. Về tay cầm của nó thì là không có khác biệt mấy giống V2. Ta chỉ hy vọng về cái độ tải của cái motor có thể là cải thiện hơn rất nhiều so với cái V2 ọc ẹo. Hơi tí là oạch. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành thử cân nó. Máy gì để cân? Máy gì để cân bây giờ nhỉ? Cân Mavic được không? Cân chiếc này lên đúng không các bạn? Không được, như nó không có vít fit vậy. À đây, tôi sẽ tháo cái cảm biến siêu âm này ra và để thay ốc cho nó vào.